của chướng ngại vật. Chướng ngại vật ngày hôm nay gồm có 6 chữ cái và các bạn hãy thật nhanh chóng tìm ra chướng ngại vật này để có thể vượt qua phần thi thứ hai của chương trình. Người đầu tiên lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Hồng Phong. Em xin chọn hàng ngang số 1 ạ. Hàng ngang số 1 gồm có 9 chữ cái. Ở Hà Nội, Làng Bạc, Tranh Khúc, Lỗ Khê là những nơi chuyên sản xuất loại bánh nào? Cả 4 bạn đều lựa chọn phương án là bánh chưng. Lúc nhìn mặt các bạn khi mà đánh máy thì tôi cứ ngỡ là các bạn không nghĩ ra câu trả lời. 4 bạn đều trả lời vô cùng xuất sắc. Xin chúc mừng. Người tiếp theo lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Tuấn Tú. Em chọn hàng ngang số 2 ạ. Hàng ngang số 2 gồm có 3 chữ cái. Xin mời Tuấn Tú. Câu trả lời của em là gạo nếp. Bạn đưa ra câu trả lời khá nhanh. Liệu chắc chắn bao nhiêu phần trăm ạ? Em nghĩ chỉ 50-50 thôi. Dựa vào đâu bạn đưa ra câu trả lời đó ạ? Em thấy ba ký tự thì em nghĩ đến dẻo. Nhưng mà em không chắc đồng có tính dẻo không vì em không chuyên hóa. Bạn đọc câu hỏi nhanh thế ạ? Vâng ạ, em từng đọc từ dưới lên trên thay vì từ trên xuống dưới. Một bí kíp, một cái mẹo rất hay đấy ạ. Còn hình ảnh được lật mở thì sao ạ? Liệu có liên quan gì với em từ khóa? Em nghĩ là các chú bộ đội đang cùng nhau gói bánh chưng. Có vẻ những lý lẽ mà Tuấn Tú đưa ra khá thuyết phục. Tuy nhiên với việc chỉ mới mở ra từ hàng ngang thứ 2 và bạn cũng chỉ chắc chắn có 50-50 thôi, thì khoảnh khắc này đúng là hơi khó đoán. Nếu được quay lại thời gian, bạn vẫn ấn chuông chưa? Em có ạ, bởi vì em chẳng còn lựa chọn nào khác. Tuấn Tú hơi liều lĩnh, nhưng sự liều lĩnh này là xứng đáng. Tuấn Tú. Vậy là Tuấn Tú đã vươn lên dẫn đầu với số điểm 110. Rất xuất sắc. Vậy là từ bây giờ trở đi, các bạn thí sinh đều lên đỉnh Olympia có thể học thêm một bí kíp, đó là đọc từ dưới lên trên. Tuấn Tú cũng đã đoán được hình ảnh rất chính xác. Chúng tôi đang nhắc về gạo nếp, và vào thời điểm này khi mà không khí Tết đã rất rộn ràng, trong nhiều gia đình một trong những nguyên liệu không thể thiếu đó chính là gạo nếp. Nhắc tới gạo nếp, chúng ta có hai câu thơ rất hay mà tác giả Đoàn Văn Cừ đã viết trong bài thơ Chợ Tết. Những mệt cam đỏ chót tựa son pha, thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết. Gạo nếp là một loại gạo hạt ngắn rất phổ biến ở châu Á, và khi nấu lên thì loại gạo này sẽ có tính dẻo và thơm, và thường được dùng để làm nên những thức quà đặc biệt trong dịp Tết như là bánh chưng, bánh tét hay xôi. Và hình ảnh mà các bạn chưa kịp lật mở hết đúng như Tuấn Tú dự đoán, đó chính là hình ảnh gói bánh chưng ở Trường Sa, một bức ảnh rất đẹp, rất ý nghĩa của báo Quân khu 7. Và một lần nữa xin được chúc mừng Tuấn Tú là người chiến thắng ở trong phần thi vượt chướng ngại vật này. Và với sự xuất sắc này thì Tuấn Tú đang tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi. Và không biết là số điểm của các bạn thí sinh còn lại đang bám sát nhau như thế nào. Hữu Cang đang sở hữu 45 điểm. Hồng Phong có 60 điểm. Nhiều hơn 10 điểm, Thanh Phương đang sở hữu số điểm 70. Và dẫn đầu với 110 điểm là Tuấn Tú. Ở phần chướng ngại vật thì em có hơi nổi tiếng một chút, vì sau khi mở được hàng bánh chứng vào dữ liệu hình ảnh thì em có thể đoán được một vài từ khóa, nhưng mà vì nó không đủ chữ cái và em không kịp nghĩ đến gạo nếp nên em hơi tiếc ạ. Em rất tiếc phần vượt chướng ngại vật vì em đã đoán được phần nào chướng ngại vật từ hàng ngang đầu tiên, nhưng hình ảnh gợi ý đã làm phân tâm. Em rất hay vô cảm, không có quá nhiều cảm xúc đặc biệt, có lẽ là em hay giấu nó. Dạ, ở phần thi cơ động thì em đã làm khá tốt, nhưng mà ở phần thi về chướng ngại vật thì em thực ra cũng không nghĩ đến từ chướng ngại vật là gạo nếp, và việc bạn Tuấn Tú nghĩ ra từ gạo nếp rất là nhanh, chứng tỏ bạn ấy rất là đáng nể. Sức nóng hơn bao giờ hết trên S14.
Vâng, mời Hữu Khang. Với sự cạnh tranh rất kịch tính. Xin được chúc mừng.